Kính chào quý vị, tôi là phát thanh viên ảo Ngọc Trinh. Mời quý vị đón xem clip trên kênh STD hôm nay. Kính thưa quý vị, vào lúc 12 giờ 18 phút trên trang báo Tuổi Trẻ Online đã đưa tin buồn về ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa nay tại bệnh viện Chợ Rẫy. Vậy là sau thời gian chống chọi với Covid-19 và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi. Cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 57 phút trưa nay. Bệnh viện Chợ Rẫy đã xác nhận với Tuổi Trẻ Online. Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của Covid-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi kèm cơn bão cytokine, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO, tim phổi nhân tạo, lọc máu liên tục. Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này, nguồn tin từ bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ. Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Cô từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con, vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Trong một buổi giao lưu tại chùa Hoàng Pháp tháng 4 năm 2014, ca sĩ Phi Nhung, pháp danh Tịnh Bình, cho biết tuổi thơ của mình gặp những khó khăn, cũng như con đường đi đến thành công trên con đường nghệ thuật đầy chông gai và thử thách. Mồ côi cha, mẹ nương nhờ cửa Phật và Phi Nhung được sinh ra trong một ngôi chùa ở Gia Lai, Kon Tum. Sau đó, Phi Nhung về sống với ông bà ngoại. Đến năm 16 tuổi, cô cùng với hai người em họ của mình sang định cư ở Mỹ. Với một ý chí kiên cường và một niềm đam mê từ khi còn nhỏ, cô đã cố gắng và trở thành một người thợ may gia công giỏi nhất trong một công ty may mặc nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, cô còn đi làm phụ bếp và chạy bàn sau thời gian làm việc ở công ty may để có tiền gửi về cho các em ở quê nhà. Nhân duyên tình cờ, cô đã gặp được ca sĩ Phương Trinh. Nhờ sự động viên, khích lệ và giúp đỡ từ Phương Trinh, Phi Nhung đã từ bỏ công việc hiện tại của mình và bắt đầu thực hiện ước mơ thứ hai là trở thành một ca sĩ. Sau khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, Phi Nhung trở về quê hương và bắt đầu công việc từ thiện. Khi hỏi Phật tử ca sĩ Phi Nhung rằng cô đã ứng dụng những lời Phật dạy trong đời sống như thế nào, ca sĩ đã trả lời một cách đơn giản rằng những lời Phật dạy được ông bà ngoại và mẹ dạy dỗ cho cô từ khi còn tấm bé. Xuất thân từ một gia đình có gốc đạo Phật nên cô cố gắng không làm những điều ác, không hại và nói xấu người khác. Cũng như trong đời sống, nhờ lời Phật mà cô không biết ghét ai hay oán thù ai bao giờ. Phi Nhung nghĩ rằng mình có giúp đỡ mọi người mới xứng đáng được gọi là một người con Phật. Theo thông tin từ phía ekip của Phi Nhung, vào tháng 7 năm 2021, cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái. Nhưng cuối cùng ca sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch. Mình ở lại có khi lại có ích, khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình, như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư. Từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8 năm 2021, ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm Covid-19 hàng tuần, nhưng không may chị đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây. Chúng tôi xin nói lời chia buồn cùng gia đình chị và xin cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung, pháp danh Tịnh Bình, sớm về cõi an lành trong ánh hào quang chư Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Cảm ơn vì đã xem clip của chúng tôi và xin hãy bấm like và subscribe trên kênh để nhận thông báo clip mới. Phát thanh viên ảo Ngọc Trinh xin kính chào và hẹn gặp lại ở video clip sau.